Thanh Tâm xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay là ngày thứ sáu, 18 tháng 2 năm 2022, nhằm ngày 18 tháng Giêng năm nhâm dần tại Việt Nam. Chương trình Việt Live buổi sáng hôm nay gồm có những tiết mục như sau. Mở đầu là điểm tin mạng xã hội với những tin chính. Tại Cà Đà, bất chấp tình trạng khẩn cấp, đường phố Ottawa vẫn bị phong tỏa. Một nhà văn nữ tàu cộng biến mất khỏi Internet sau khi đã kết tập cưỡng bình. Tại Nga, nhà đối lập Novoni lại ra tòa có thể lãnh thêm 10 năm tù Hoàn tất cáo trạng truy tố hai người trong vụ cháy chung cư Karina năm 2018 và một số tình đáng chú ý khác. Sau đó là các mục ý kiến cộng đồng mạng những vấn đề quanh ta, nhân vật, sự kiện, câu chuyện việc, bình luận thời sự và cuộc sống quanh ta. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết và các bài viết chọn lọc trong ngày cùng với Thanh Tâm. Mở đầu bản tin cộng đồng mạng là phần tin liên quan đại dịch cũng vụ Hán một ngày sau khi áp dụng luật về tình trạng khẩn cấp tại Canada nhằm giải quyết việc các tài xế xe tải và những người ủng hộ phong tỏa đường phố. Đến hôm 16 tháng 2, tình hình vẫn chưa được cải thiện ở thủ đô. Hàng trăm xe tải tiếp tục chặn các đại lộ chính kéo dài suốt 4 cây số dọc theo quốc hội Cà Đạt, phản đối các biện pháp chống dịch. Dù Thủ tướng Trudeau đã dùng đến việc ban bố tình trạng khẩn cấp, những người phản đối các biện pháp chống dịch vẫn bám trụ trên đường phố. Đặc phái viên AFI tại Ottawa mô tả, tại một tiệm cắt tóc cách chiếc xe tải đầu tiên 100m, khách hàng không thể nào vào tiệm và nhiều người không muốn ra đường trong lúc này. Chủ tiệm ông Walid với vẻ đầy nghi ngại nói rằng không ai biết chuyện gì diễn ra, chẳng biết làm gì và không ai có trách nhiệm kể cả, cả cảnh sát. Lucille Collar, đại biểu dân cử ở một trong những khu vực Ottawa bị sa tải nặng phong tỏa, cũng nhận thấy cảnh sát ít can thiệp. Bà lo ngại đến một lúc nào đó không thể ngăn cản những người xông ra phản đối người biểu tình, gây xung đột. Bị chỉ trích dữ dội, cảnh sát Ottawa Peter Soli đã từ chức. Người phó lên thay tạm thời khẳng định đã có kế hoạch giải quyết khủng hoảng. Trong khi đó, người biểu tình đặt các dụng cụ tập thể dục ngoài trời và chơi nhạc trước quốc hội. Phong trào chống bắt buộc tiêm chủng để có thể đi qua biên giới Canada và Mỹ, khởi đầu từ những người lái xe tải vào cuối tháng Giêng. Sau đó, yêu sách được mở rộng chống toàn bộ các biện pháp dịch tễ và đối với nhiều người biểu tình nhằm phản đối chính phủ của Thủ tướng Trudeau. Trong vài ngày qua, đã có một số tác động như tỉnh trong đó có Quebec đã hủy bỏ hộ chiếu vaccine. Tiếp theo là bản tin thời sự quốc tế. Theo báo Times, vào ngày 12 6 tháng 2, các tác phẩm của nhà văn Nghiêm Ca Linh hoàn toàn không còn dấu tích Internet tàu cộng. Tờ báo cho rằng đã không sáng tàu kiểm duyệt và bà chi trích Tập Cận Bình là kẻ buôn người. Nhà văn nữ nổi tiếng với nhiều tiểu thuyết và kịch bản phim hiện sống ở Berlin. Quy trách nhiệm cho chính quyền tàu trong nhiều vụ bắt cóc trẻ phụ nữ và trẻ em. Gần đây, vụ một phụ nữ bị bắt về làm vợ và xiên xích như nô lệ trong cảnh giá rét đã làm chấn động dư luận hoa lục ngay trong thời gian diễn ra sự kiện thế vận hội bắc kinh chính quyền ban đầu chối bỏ tuy nhiên sau đó đã nhìn nhận sự kiện nghiêm ca linh nằm trong số những người nổi tiếng đã tỏ ra bất nhận trước tình cảnh của người phụ nữ đáng thương nhưng mới đây trong một cuộc trao đổi qua video với nhà số hội học chu hiếu chính sống tại hoa kỳ nhà văn nêu ra khía cạnh chính trị của bi kịch các vụ bắt cóc phụ nữ tỷ lệ cho con nuôi cao bất thường mà chính quyền phải trực tiếp chịu trách nhiệm bà tuyên bố tập cận binh là kẻ buôn người gây ra cơn tình nộ của bắc kinh Tại Trung Cộng, chính sách mỗi gia đình chưa có một con từ năm 79 đến năm 2015, khiến các cặp vợ chồng muốn giữ lại con trai thay vì con gái. Hệ quả là ở Hoa Lục gần 120 năm chỉ có 100 nữ so với tỷ lệ trung bình trên thế giới là 105 nam 100 nữ. Nhiều phụ nữ bị bắt cóc để bán đi nơi khác làm vợ cho những người đàn ông giàu có. Nghiêm Ga Linh cho rằng sự ủng hộ của Tập Cận Bình với chính sách một con đã mang lại hậu quả trầm trọng. Ông Tập cũng tạo điều kiện cho việc nhận con nuôi mà không quan tâm đến hiện tượng bắt cóc rồi ngụy trang thành con nuôi. Bà Nghiêm Ca Linh sinh năm 58 tại Thượng Hải, có cha bị lưu đày thời cách mạng văn hóa, nên suốt thời trẻ bị coi là phản động. Du học ở Mỹ trong thập niên 80, bà viết nhiều tác phẩm nói về các vụ đàn áp thời Mao như tiểu thuyết Siêu Siêu, chuyển thể thành phim năm 98, kể về cuộc đời một thiếu nữ bị đưa đi lao động cải tạo ở Tứ Xuyên. Tại Nga, nhà đối lập Novoni lại ra tòa có thể lãnh thêm 10 năm tù. Vào ngày 15 tháng 2 năm 2022, nhà đối lập Alexei Novoni lại ra tòa vì một cáo buộc mới có nguy cơ bị kết án thêm 10 năm tù giam. Phiên tòa diễn ra ngay trong trại giam, bất chấp phản đối của các luật sư. Alexei Novoni bị giam cầm từ hơn một năm qua, xuất hiện trong đồng phục tù nhân tại nhà tù Hogro cách Moscow 100 km. Trong phiên tòa mới này, Navalny bị cáo buộc biển thủ trên 4.7 triệu đô la tiền quyên góp cho các tổ chức của ông, một tội danh có khung hình phạt 10 năm tù. Ngoài ra, nhà đấu tranh còn có thể bị phạt thêm 6 tháng tù giam vì xúc phạm tòa án trong một phiên tòa năm ngoái. Các luật sư đã yêu cầu để Navalny mặc thường phục và rời phiên xử sang Moscow, nhưng bị bác. Theo AFP, trước tòa, Navalny khẳng định không có bằng chứng nào cho thấy ông biển luận dù một sườn nhỏ. Việc truy tố chỉ nhằm giữ ông trong tù để không thể tố cáo tham nhũng và phản đối điện cẩm linh. Alexei Navalny nhấn mạnh ông không sợ hãi và vẫn tiếp tục đấu tranh. Vợ ông là bà Lulina Navalnyanya phản nộ nói rằng cẩm linh hen nhát cáo buộc mới này là bất hợp pháp. Nhà đối lập 45 tuổi sống sót sau vụ đầu độc bằng chất độc thần kinh năm 2020, sau nhiều tháng chịu trị tại Đức đã trở về nước tháng 1 năm 2021 và bị bắt ngay. Bị lãnh án 2 năm rưỡi tù giam về cáo buộc gian lận mà ông cho rằng hoàn toàn gian dựng. Bài án này đã bị quốc tế chỉ trích dẫn đến các trường phạt mới đối với Moscow. Tháng 6 năm 2021, các tổ chức do Navalny lập ra nhất là quỹ chống tham nhũng, FBK bị coi là cực đoan, khiến nhiều thành viên bị khởi tố và nhiều người phải đi lưu vong. Cuối tháng 1 năm 2022, nhà đối lập bị đưa vào danh sách khủng bố. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết rất quan ngại trước cáo buộc mới, nhấn mạnh Alexei Navalny trở thành mục tiêu vì nỗ lực chống tham nhũng, đồng thời kêu gọi trả tự do cho nhà đối lập và chấm dứt mọi tố tụng. Về phía thủ tướng Đức Olaf Scholz đang thăm Moscow tuyên bố về kết án Navalny là không phù hợp với nguyên tắc nhà nước pháp quyền. Tiếp tục là tin Việt Nam, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành Hồ vào ngày 16 tháng 2 cho báo chí nhà nước Cộng sản Việt Nam biết đã hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ sang Tòa án Nhân dân Thành Hồ để lên lịch xét xử hai bị can với cáo buộc vi phạm quy định về phong cháy chữa cháy xảy ra tại chung cư Carina Plaza hồi năm 2018, làm cho 13 người chết và 60 người bị thương. Hai người bị truy tố là ông Nguyễn Văn Tùng sinh năm 77, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Hùng Thanh, chưa đầu tư chung cư và ông Nguyễn Quốc Tuấn sinh năm 85, nguyên trưởng ban quản lý chung cư Carina. Cả hai người này đều đã bị bắt tạm giam để điều tra vào tháng 4 và tháng 8 năm 2018. Cáo trạng của Viện Cảm sát Nhân dân Thành Hồ cho biết, thiệt hại của vụ cháy ngoài số người chết và bị thương rất lớn kể như trên, thì còn có 500 xe máy bị cháy, 81 ô tô và 5 xe đạp hư hỏng nặng. Kết luận giám định xác định thiệt hại khoảng 4.000 tỷ đồng. Tổng số tiền mà công ty Hùng Thanh đã hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong, viện phí cho nạn nhân và thiệt hại tài sản là hơn 102 tỷ đồng. Vụ cháy được xác định có nguyên nhân từ tia lửa điện xuất phát từ xe của một người dân đậu ở tầng hầm chung cư vào tối ngày 2 tháng 3 năm 2018, sau đó đã lan mạnh sang các xe khác và lan lên đến các tầng phía trên chung cư. Do hệ thống phòng cháy chữa cháy không kịp thời báo cháy, chữa cháy tự động nên đã dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Công an thành hộ kết luận điều tra bé gái bị bạo hành, tử vong do sốc chấn thương. Bé gái 8 tuổi ở thành hộ bị dì ghé bạo hành gây xôn sau dư luận vào cuối năm 2021 đã được giám định nguyên nhân tử vong do phù phổi cấp vì sống chấn thương. Phòng kỹ thuật hình sự công an thành hộ đã gửi nội dung kết luận giám định nguyên nhân trên đến mẹ ruột của cháu bé vào ngày 16 tháng 2 và được truyền thông nhà nước lan trong cùng ngày. Trước đó, vào ngày 22 tháng 12, Bệnh viện Vinmec quận Bình Thạnh đã tiếp nhận cho bé tên VA được cho ruột đưa đến cấp cứu trong tình trạng đã tử vong với nhiều vết bầm tím trên người nên đã báo công an. Một ngày sau đó, công an đã xác định Nguyễn Võ Quỳnh Trang ngủ tại Gia Lai, người đang sống chung với cha cháu Bình Anh, có dấu hiệu bạo hành cháu Anh nên đã bắt khẩn cấp. Tại cơ quan điều tra, bà Trang đã khai nhận có đánh cháu bé trong lúc dạy cháu học. Công an cũng đã phục hồi camera những ngày trước và ghi nhận Trang nhiều lần bạo hành đánh đập cháu bé. Đến ngày 28 tháng 12, công an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và tạm giam bà Trang để điều tra về tội hành hạ người khác. Cha cháu bé sau đó cũng bị bắt để điều tra dấu hiệu đồng phạm. Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của sự việc khi dư luận kịch liệt lên án hành vi tàn độc của Trang, ngày 1 tháng 1 năm 2022, công an Bình Thạnh đã chuyển hồ sơ vụ án lên cơ quan cảnh sát điều tra công an thành hồ để tiếp tục xử lý. Đến ngày 5 tháng 1, Công an thành phố đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án tội giết người, điều 123 Bộ luật hình sự khởi tố vụ án tội che giấu tội phạm, điều 389 Bộ luật hình sự. Mới đây trả lời trên tờ in điện tử infonet.vn, luật sư Nguyễn Anh Thơm, trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé Anh chia sẻ, luật sư đã cùng mẹ ruột cho bé làm việc với công an thành phố về các nội dung liên quan đến vụ án và việc mà luật sư bảo vệ quyền lợi cho cháu bé. Luật sư Thơm cũng cho biết thêm hành vi của Nguyễn Võ Quỳnh Trang thể hiện bản tính ác độc, không còn tính người. Trong cùng một thời gian liên tục đã phạm hai tội, trong đó có tội giết người. Theo khoảng 1, điều 123 là tội đặc biệt nghiêm trọng có nhiều tình tiết. Định khung tăng nặng, giết người dưới 16 tuổi có tính chất côn đồ, cố ý thực hiện tội phạm đến cùng và tội hành hại người khác. Theo quy định tại khoản 2 điều 140 Bộ luật hình sự nên cần thiết phải loại trừ vĩnh viễn ra khỏi xã hội là có căn cứ đúng quy định của pháp luật. Tiếp nối chương trình là một ý kiến có đầu mạng. Thanh Tâm xin gửi đến quý vị bình luận của tác giả Phạm Minh Vũ đã tranh trang Facebook cá nhân vào ngày 16 tháng 2 về câu hỏi chúng ta nuôi công an để làm gì? Mời quý vị cùng chia sẻ. Cuối cùng, chúng ta nuôi công an để làm gì? Sáng ngày 15 tháng 2, tại xã Dương Tiến, Võ Nhai, Thái Nguyên xảy ra vụ nổ súng gây án mạng nghiêm trọng. Hung thủ Lê Văn hữu đã dùng súng bắn hai phát vào đầu hai vợ chồng ông Tới và bà Đoàn. Ông Tới tử vong tại chỗ và bà Đoàn đang nguy kịch. Và sau đó hung thủ đã tự sát nguyên nhân mâu thuẫn được cho là về tiền bạc những tranh chấp mâu thuẫn và cuốn theo đó là hành vi bạo lực thì xảy ra rất nhiều tại việt nam nhiều năm trở lại đây bạo lực leo thang khi đạo đức xã hội xuống đáy một phần trong đó cũng do cách quản trị yếu kém của nhà công quyền tính thượng tôn pháp luật hầu như không có vì công lý tại việt nam thuộc về kẻ có tiền và có quyền như ai có tiền thì chạy được án hay ai có quyền là đảng viên cộng sản đều như là kim bài miễn tử mặc sức gây ra những tội ác nhưng chẳng bị pháp luật trừng trị thành ra xã hội Việt Nam ngày càng đảo lộn là vậy sự việc đau lòng ở võ nhai ngày hôm qua có một điều đáng bàn ở đây là vai trò của công an họ chứng tỏ như là một đám ký sinh trùng một đám ăn hại vô lại và chỉ biết ăn bám vào dân mà không biết làm gì có ích cho xã hội Trước khi xảy ra vụ thảm án đau lòng như trên, gia đình ông tới đã bị gia đình hung thủ đe dọa, dùng dao và thậm chí xách cả súng tới dọa trước đó mấy ngày. Khi gia đình ông tới trình báo công an, thì công an phớt lờ, chẳng thèm đếm xỉa những mâu thuẫn nghiêm trọng như trên. Công an cũng chẳng thèm quan tâm sự cầu cứu của gia đình nạn nhân để rồi xung đột không được hóa giải bởi sự lạnh lùng của đám công quyền, mà trách nhiệm của công an đúng ra phải giải quyết và tháo gỡ mâu thuẫn ấy, vì công an, chính quyền địa phương ăn lương bằng thuế của dân. Cái giá của sự lạnh lùng của bọn công quyền vô lại ấy là hai mạng người đã nằm xuống. Một người thì sống chết đang còn chưa biết ra sao, người chết cũng đã chết, người bị thương vẫn đang quằn quại. Nhưng giá như công an hãy vì dân, hãy thương dân, lắng nghe lời cầu cứu của họ thì sự việc đâu đau lòng tới vậy. Hay vì gia đình ông bà tới nghèo chẳng có gì chống mức nên kể. Qua sự việc vô trách nhiệm của công an để xảy ra sự việc đau lòng này, chúng ta nhìn lại thấy đó chỉ là một sự việc nổ trội. Mà hầu như ở khắp Việt Nam này hầu như chẳng ai thấy vai trò của công an ở đâu trong những mâu thuẫn xóm giềng, hàng xóm và bên ngoài xã hội. Khi người dân đánh nhau, chém nhau, kẻ chết người lăn quay nằm la liệt hết thì công an mới xuống. Khi người dân bị cướp thì công an chỉ đứng nhìn rồi bấm điện thoại. Rồi rất nhiều vợ ở đâu chúng ta cũng có thể kể tới những sự việc bi hại ấy hay từng người chúng ta từng trải nghiệm quanh nơi ta sống đều thấy rõ sự vô trách nhiệm của công an. Thế mà bọn ăn hại ký sinh trùng ấy lại có mặt. Khi ai thể hiện lòng yêu nước chống Trung Cộng đều bị chúng đánh tơi bời. Vậy mà dân thấy chúng đứng đầy đường thật giả lẫn lộn để bắt xe. Không ai, ai không có lỗi cũng tìm sát có lỗi đi xin tiêm bánh mì. Lúc dân cần thì chẳng thấy con mang đâu. Nhưng khi dân muốn đuổi thì chúng bu bám như kiến. Đau lòng hơn, đám công an vô lại ấy, an hại ấy. Mà một năm hút không biết bao nhiêu tiền thuế là xương máu của dân. Theo nghị quyết số 40-2021, Quốc hội 15 tháng 11 năm 2021, tiền ngân sách chi cho công an là hơn 95.598 tỷ đồng. Nhưng chi cho y tế chỉ hơn 11.282 tỷ đồng. Chi cho giáo dục chỉ hơn 6.5 ngàn tỷ đồng. Chi riêng cho công an mà gấp 5.5 lần cả y tế và giáo dục cộng lại. Một con số chi cho lực lượng police kinh hoàng nhất thế giới. Vì trên thế giới, những quốc gia văn minh dân chủ tiến bộ chi ngân sách cho cảnh sát gần như rất thấp, nếu không muốn nói là thấp nhất. Và những quốc gia phát triển thì số tiền chi cho giáo dục và y tế cực kỳ cao. Đơn giản là đó là dịch vụ công. Dân đóng thuế thì có quyền hưởng ưu đại từ một nền y tế tốt và giáo dục tốt. Trong đó chẳng có chuyện dân phải đóng học phí hay viện phí. Còn Việt Nam thì ngược lại nuôi một đám công an suốt ngày đi khủng bố dân. Khi dân cần thì chúng mặc kệ. Còn giáo dục và y tế là hai nơi để giúp phát triển con người, thể chất và trí tuệ thì bị xã hội hóa chạy theo kim tiền, đó là nguyên nhân đạo đức xuống cấp và thuốc giả được Bộ trưởng Y tế phê duyệt bán tràn lan. Tôi đang tự hỏi, với lực lượng công an hùng hậu nhất thế giới đó, ngân sách chi nhiều nhất thế giới ấy, mà mấy ngày Tết có hàng ngàn vụ đánh nhau, chết hàng trăm người, dân cầu cứu công an phớt lờ, và cuối cùng công an tồn tại để làm gì? Tù lầm nên giải tán bộ công an đi, đừng ăn bò giác vàng nữa, dân kêu mà ông có thấu. Và sau đây là cảm nghĩ của Facebook cỡ Emi Trúc Trần đang tranh trang Facebook cá nhân vào ngày 17 tháng 2 tưởng niệm 43 năm chiến tranh biên giới Việt-Tàu. Mời quý vị cùng chia sẻ. 43 năm chiến tranh biên giới Việt-Tàu. Dù nhà cầm quyền có ra sức bưng bích thì người dân cũng không quên cuộc chiến đẫm máu chống quân xâm lược Tàu Cộng cách đây 43 năm. Ráng sáng ngày 17 tháng 2 năm 79, Tàu Cộng đông loạt nổ súng xâm lược 6 tỉnh biên giới phía Bắc gây ra cuộc chiến đẫm máu khiến gần 6 vạn đồng bào Việt Nam gồm người già, phụ nữ và trẻ em phải chết thảm dưới tay quân lính Trung Cộng. Trong số các nạn nhân bị lính tàu cộng giết hại điển hình nhất là vụ thảm sát 43 người, đều là phụ nữ và trẻ em tại tổng chức huyện Khoa Hà An, tỉnh Cao Bằng, ngày 9 tháng 3 năm 1979, trên đường rút quân của lính tàu. Tất cả các thi hài này đều bị vứt xuống một giếng cổ. Đây là một cuộc chiến ngắn ngủi nhưng suốt 43 năm vết thương chiến tranh vẫn còn âm ỉ rỉ máu thế nhưng nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã cố tình lãng quên. Chỉ vài năm gần đây thì mới có vài tờ báo nhắc đến. Hàng năm các cuộc tưởng niệm nạn nhân trong cuộc chiến tranh này đều bị nhà cầm quyền quấy rối, ngăn cản như một bằng chứng cho việc bao che tội ác của quân xâm lược. Tiếp nối một ý kiến của đồng mạng hôm nay, Thanh Tâm xin gửi đến quý vị bình luận của nhà báo Ngọc Vinh đang trên trang Facebook cá nhân vào ngày 15 tháng 2 về thân phận đáng buồn của nước Việt mãi trong vòng kiềm tỏa của ngoại bang. Mời quý vị cùng chia sẻ. Quốc gia gì mà chỉ biết phụ thuộc chết thằng này đến thằng khác. Tấm ảnh ô nhục. Lãnh tụ Cộng sản Tàu không lưng trước Tổng thống Mẻo. Xin ý kiến đánh Việt Nam. 10 tháng 2 năm 79, Đảng Tư Bình còn ở thăm Mẻo. 11 tháng 2 năm 79, về nước duy kế hoạch tấn công Việt Nam. 17 tháng 2 năm 79 xu đại quân qua biên giới Việt Nam, Kissinger đã cười khi nghe CNN từng thuộc các thành phố biên giới Việt Nam bị tàu đốt phá và thảm sát phụ nữ trẻ em người Việt. Tôi biết, rất nhiều người Việt định cư ở Mỹ mang ơn họ, nhưng lịch sử vẫn phải được tôn trọng. Hãy cố mà nhớ lấy, chúng ta đã bị Mỹ bán đứng không chỉ một lần, chúng ta đã bị Cộng sản tàu lừa không chỉ một lần. Vậy mà có thằng ngu, tha chịu mất nước chứ không chịu mất đảng bị lừa lần nữa làm mất nước thật đấy mấy cha quốc gia con cờ gì mà chỉ biết phụ thuộc hết thằng này đến thằng khác Và sau đây là bình luận của nhà báo Đào Tuấn đã trên trang Facebook cá nhân vào ngày 14 tháng 2 về giá xăng dầu ở Việt Nam và những chuyện xảy ra ở Vịnh Bắc Bộ. Mời quý vị cùng chia sẻ. Chỉ có ở Vịnh Bắc Bộ Petrolimax từng giảm giá xăng dầu cho chúng mình những 500 đồng lần phạm vi cũng tận 23 địa phương khi tất cả đang lót đào. Cứ ra đường là lên phường uống trà giá ba cũ. Thật hào phóng và tốt bụng. Khi chúng mình ai ở đâu ở đấy chỉ có một thứ không ở yên. Phí bảo trì đường bộ một xu cũng không giảm. Có tự hào không? Không đi một mét nào cũng vẫn đóng phí. Giá xăng ở Vĩnh Bắc Bộ khéo khỏe nhất giải ngân hà. Nó đang cộng giá CAF thuế nhập khẩu thuế GT thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, tiền tích quỹ bình ổn, phí định mức kinh doanh và cả lợi nhuận định mức, tổng cộng là 8 khoản. Riêng phí bảo vệ môi trường từ 11.000 tỷ năm 2012 đã tăng gấp 6 lần, chẳng hạn năm 2019 thu tận 69.000 tỷ, mà 90% là thu từ xăng dầu. Ăn lắm nhưng nó không chịu nhã, có những giai đoạn nó thu của con người ta 4 đồng, thì chi một đồng cho bảo vệ môi trường. Thuế này thật kỳ diệu như con tỳ hư vậy. Mấy ông BT cũng kỳ diệu, Ông đi nước ngoài 163 ngàn mỗi năm thì khiến chúng mình sắp mặt bù lỗ 2 tỷ mỹ kim, hơn 80 ngàn tỷ cho Nghi Sơn. Ôi giời ơi, trong giá bán xăng dầu của Nghi Sơn còn có 7% thuế nhập khẩu. Thuế nhập khẩu nha. Ngay tại xứ Thanh, một ông thì nhã phải điều hành từ 10 ngày trước, nhưng vì nó rơi đúng ngày mùng buồn một Tết, vì nghị định cho nghỉ cho nên dù Thủ tướng 19 xuyên Tết xuyên Việt, ông ý cứ nghĩ đã và kệ con mẹ nó động cơ trả đá lên ngôi. Vừa rồi là một ý kiến của đồng mạng tiếp nối chương trình là một những vấn đề của anh ta. Mở đầu là bình luận của nhà báo Trần Văn về những điều luật không giống ai đang được Quốc hội Cộng sản Việt Nam thảo luận vì thiếu luật bảo đảm quyền lực và quyền lợi của Công an đang trên đài VOA vào ngày 17 tháng 2. Mời quý vị cùng chia sẻ. Vì thiếu luật bảo đảm quyền lực và quyền lợi của Công an Dự luật sửa đuổi giao thông đường bộ hiện hành là tiếp tục gây tranh cãi và nguyên nhân vẫn là điều đã từng gây tranh cãi tách luật giao thông đường bộ hiện hành thành hai bộ luật. Giờ luật sửa luật giao thông đường bộ hiện hành là tiếp tục gây tranh cãi và nguyên nhân vẫn là điều đã từng gây tranh cãi. Tách luật giao thông đường bộ hiện hành thành hai bộ luật. Luật giao thông đường bộ mới bao gồm các quy tắc về giao thông đường bộ và luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, bao gồm các quy định liên quan đến quản lý xe cộ tài xế, giống như trước. Những người phản đối việc tách luật giao thông đường bộ hiện hành làm đôi đã phân tích rất cặn kẽ tại sao không nên làm như thế. Một chuyên gia làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Vận tải Việt Đức thuộc Đại học Việt Đức còn nhấn mạnh, chẳng có quốc gia nào nghĩ tới việc tách luật giao thông đường bộ như Việt Nam. Hồi tháng 11 năm 2020, trong kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa 14, đa số đại biểu đã bác bỏ việc xem xét dự ba dự luật do chính phủ đề nghị và đã được các ủy ban chuyên trách của Quốc hội thẩm tra. Cả hai cùng liên quan tới việc tăng thẩm quyền cho công an và một trong hai là dự luật sửa giao thông đường bộ tiến hành. Việc sửa luật giao thông đường bộ hiện hành vốn nằm trong chương trình làm luật của Quốc hội khoảng 14, nhưng sáng kiến tách luật giao thông đường bộ thành hai bộ luật riêng biệt. Một về giao thông đường bộ và một về bảo đảm trực tự an toàn giao thông đường bộ chỉ nhằm để thỏa mãn yêu cầu của Bộ Công an. Bộ Công an muốn dành việc quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, sự tự tay Bộ Giao thông Vận tải với lý do tai nạn giao thông cao và cần xử lý vấn nạn, vào thời điểm đó không ai rõ bộ công an do chính phủ nào để ông phúc và các nội các gật đầu với sáng kiến tách luật giao thông đường bộ làm đôi và giao cho công an quản lý đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe như từ giữa thập niên 90 trở về trước cho dù sáng kiến này vừa trái thông lệ chung trên thế giới vừa gây ra những xáo trộn không cần thiết chỉ biết ông Nguyễn Thanh Hồng, một viên tướng công an được biệt phái sang Quốc hội để làm ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, công khai dọa các đại biểu Quốc hội rằng nếu sáng kiến không được chuẩn thuận, công an không quản lý đào tạo sát hạch cấp thì điều đó sẽ đe dọa trực tự an toàn xã hội, an toàn quốc gia. Quản lý người điều khiển phương tiện chính là quản lý công cụ gây phương tiện gây án, thậm chí còn có thể là hoạt động khủng bố không ai cho công an là phần lớn đại biểu quốc hội lắc đầu. Có vị bảo rằng công an không nên nhận thêm nhiệm vụ khác, chỉ cần giải quyết tốt những vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của mình để quốc thái dân an là nhân dân cảm kích lắm rồi. Có 302 đại biểu không tán thành tách luật cho thông đường bộ mới làm đuôi. 321 đại biểu bác bỏ việc giao cho công an quản lý đào tạo sát hạch. Có đại biểu đề nghị xem xét trách nhiệm của ủy ban pháp luật do đã tham mưu tách luật không ai ngờ khi quốc hội khóa 14 mãn nhiệm, dự luật sửa luật giao thông đường bộ hiện hành với sáng kiến tách nó ra làm đuôi là được đưa ra thu thập ý kiến để chuẩn bị trên quốc hội khóa hiện tại. Có thể vì trí nhớ của nội các chính phủ hiện nay đã hạn chế lại rất còn rất rảnh. Vụ tổ chức đóng góp ý kiến của dự luật sửa luật giao thông đường bộ hiện hành là tiếp tục bị phản đối dữ dội. Có người như ông Nguyễn Văn Thanh, cựu chủ tịch Hiệp hội Vận tải Việt Nam mạnh mẽ kêu gọi rất mong mọi người am hiểu ngành giao thông vận tải lên tiếng phản biện mạnh mẽ để cơ quan soạn thảo phải nghiêm túc thực hiện. Chúng tôi là cử tri và các ý kiến này phải được tập hợp báo cáo đại biểu quốc hội cũng có thể triển khai cuộc sáng kiến chế tạo hai bộ luật từ luật giao thông đường bộ hiện hành vốn đã bị quốc hội khóa trước chôn cất để tái sử dụng và khiến niềm tin của ông thành suy giảm. Ông đành phải nói thêm, tôi đề nghị bộ giao thông vận tải hãy dũng cảm đảm nhận những chức năng nhiệm vụ đã được xã hội và nhà nước giao phó. Tôi tha thiết đề nghị, đại biểu quốc hội khóa 15 hãy cẩn trọng khi biểu quyết thông qua luật giao thông đường bộ để không phụ lòng cử tri. Với thực tế như đã viết và với tinh thần sống làm việc tôi hiến pháp pháp luật muốn nghiêm chỉnh thực thi, luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tốt nhất là nên tập hợp trí lực, tập trung tài lực soạn thảo xem xét ban hành sớm luật bảo đảm quyền lực và quyền lợi của ngành công an để quốc hội khóa này cũng như những khóa tới dựa vào đó ban hành các luật khác mà sau đó không cần sửa đổi bổ sung sao cho phù hợp với lợi ích của ngành công an nữa. Thiết luật này rõ ràng là tốn kém quá. Và sau đây Thanh Tâm xin gửi đến quý vị ba thời sự về việc dân nộp đơn kiện về đoàn cưỡng chế làm lay cấm tàu. Chính quyền từ chối thủ lý của đài Á Phi đăng tải vào ngày 16 tháng 2. Mời quý vị cùng chia sẻ. Một người dân ở huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đâm đơn tố cáo chính quyền địa phương vì đã làm lai dịch cấm tàu cho cả gia đình 5 người nhưng bị từ chối thủ lý. Gia đình của bà Trần Thị Tươi sống tại ấp 12A, xã Khánh Bình Đông bị đoàn cưỡng chế tiến hành tháo dỡ nhà vào ngày 22 tháng 11 năm 2021 theo tạp chí Kinh tế Nông thôn đưa tin, thì ở thời điểm buổi cưỡng chế diễn ra. Tình hình dịch bệnh tại địa phương này đang diễn ra nghiêm trọng, và mặc dù phía gia đình đã làm đơn đề nghị tạm hoãn cưỡng chế vì không có nơi nào khác để tá túc, nhưng chính quyền vẫn quyết định dỡ nhà. Buổi cưỡng chế thu hút đông đảo người dân đến xem. Bản thân đoàn cưỡng chế cũng có số lượng lớn nhân viên công lực, hậu quả là cả gia đình năm thành viên của bà Tư bị nhiễm virus corona và phải đi cách ly tập trung cho rằng việc tiến hành cưỡng chế là nguyên nhân dẫn đến việc bản thân và gia đình bị nhiễm bệnh, bà Tư sau đó đã làm đơn tố cáo lãnh đạo huyện Trần Văn Thời vì làm lây lan dịch bệnh. Ngày 15 tháng 2 năm 2022, báo Thành Niên đưa tin, văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau thông báo không thụ lý đơn khiếu nại của bà Trần Thị Tư với lý do không thỏa mãn quy định của luật tố cáo. Từ khi đợt dịch cúm tàu thứ tư bùng phát ở Việt Nam vào giữa năm ngoái, chính quyền đã khởi tố nhiều cá nhân và thậm chí bỏ tù một số người dưới tội danh làm lây lan bệnh truyền nhiễm trong đó phải kể đến vụ khởi tố hội thánh truyền giáo phục hưng ở Thành Hồ sau đó phải hủy bỏ ở tỉnh cà mau nói riêng hồi tháng 11 năm 2021 một người đàn ông là công nhân thủy sản bị tòa án xử 12 tháng tù giam với tội danh làm lan lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người bình luận về quyết định không thụ lý đơn tố cáo của bà Tư do thanh tra tỉnh cà mau xác định nội dung tố cáo không đủ điều kiện để thụ lý giải quyết một luật sư bình luận với đài afp dưới điều kiện dấu tên vì lý do an toàn rằng như chúng ta đã biết thì nhiều người ở Việt Nam đã bị chính quyền khởi tố về hành vi làm lây nhiễm dịch bệnh. Tuy nhiên từ trước tới giờ, tôi chưa thấy một vụ việc cụ thể nào, ví dụ như là người dân khởi kiện chính quyền về cái việc làm lây lan dịch bệnh. Trong trường hợp này thì tôi nghĩ rằng chính quyền ở Cà Mau họ đã cố tình trốn trách nhiệm khi đã tiến hành cưỡng chế trong thời kỳ dịch bệnh căng thẳng. Vị luật sư này cũng bình luận về vấn đề nằm ở quy định pháp luật trong việc tố cáo khi chính quyền có thể lợi dụng nhằm chạy tội ở đây theo tôi thấy cái chính là quy luật định pháp luật dẫn đến trường hợp người dân rất khó khăn trong việc khiếu nại, học tố cáo khi chính quyền làm sai. Bởi vì khi anh muốn chứng minh chính quyền làm sai thì anh phải có bằng chứng. Nhưng anh muốn có bằng chứng thì anh cần phải có xác nhận của những cơ quan có thẩm quyền. Ví dụ như là công an, ủy ban nhân dân hoặc là cơ quan y tế. Thì như chúng ta đã thấy là ủy ban, công an hoặc cơ quan y tế với chính quyền đều là một hoặc không có sự phân công giữa các nhánh quyền lực với nhau cho nên là dẫn đến cái việc họ o bế bảo vệ cho nhau, bảo vệ thể diện của chính quyền. Dẫn đến việc người dân không thể nào có bằng chứng để bảo vệ cho chính bản thân mình. Nói rằng chính quyền đã làm sai trong trường hợp này, phóng viên của Đại ở Châu Tự Do đã cố gắng liên hệ với bà Trần Thị Tươi để tìm hiểu về sự việc nhưng không thể liên lạc với bà. Chúng tôi sau đó gọi điện thoại nhiều lần cho ông Nguyễn Đức Thánh, tránh văn phòng ở Ban Nhân dân tỉnh Cà Mau để xác đơn thông tin, nhưng ông này không bắt máy. Đại cho tự do cũng gửi thư điện tử cho cơ quan thanh tra của tỉnh Cà Mau để hỏi về kết quả thanh tra đơn khiếu nại của công dân, nhưng cơ quan này chưa lập tức trả lời email. Tiếp đối chương trình hôm nay là một nhân vật sự kiện, Thanh Tâm xin gửi đến quý vị bình luận có tự đề về cuộc chiến chống tàu xâm lược năm 79 của tác giả Thảo Ngọc, đăng trên trang Facebook cá nhân vào ngày 14 tháng 2, mời quý vị cùng chia sẻ. Về cuộc chiến chống tàu xâm lược năm 79 sư gia Phạm Hồng Tung nói gì về việc dạy lịch sử ở trong nhà trường. Hàng năm, cứ đến ngày 17 tháng 2, những người dân Việt Nam có lương tri đều tưởng nhớ đến những người Việt Nam đã bỏ mạng trong cuộc chiến tranh xâm lược của bọn banh trướng Bắc Kinh. Sau khi sử dụng bọn đàn em Phonfot, gây chiến và giết hại hàng ngàn đồng bào tại biên giới Tây Nam, bị quân ta đánh cho đại bại, thì tập đoàn banh trướng Bắc Kinh đã dạy cho Việt Nam một bài học bằng cách huy động 60 quận quân, hàng trăm xe tăng, xe bọc thép, hàng ngàn khẩu pháo ồ ạt tiến công trên toàn thế giới tuyển biên giới phía Bắc nước ta. Phía Việt Nam không công bố số thương vong trong quân đội nhưng nói nhiều về số 100 nhìn thường dân bị thiệt mạng. Lịch sử đã đóng kết những cái nhất của cuộc chiến tranh này như sau. Thứ nhất, đây là một cuộc chiến tranh xâm lược quy mô như lớn nhất nhưng lại diễn ra trong một thời gian ngắn nhất. Thứ hai, từ đoàn đánh bất ngờ ấy, một cuộc chiến tranh đậm máu nhất đã diễn ra trong lịch sử Thứ ba, đây là một cuộc chiến dai dạng nhất, kéo dài chục năm có lẽ trong lịch sử cận đại Việt Nam. Thứ tư, trong cuộc chiến này, Tàu Cộng nó vi phạm luật tù binh thô bạo nhất và đối xử giả màng nhất với thường dân Việt Nam. Thứ năm, đây là cuộc chiến được chính quyền và các sự nô lãng quên một cách nhẫn tâm và chóng vánh nhất. Sơ lược một số tội ác của dân cổ quân Tàu Cộng, sư đoàn 163 của Tàu Cộng được lệnh từ cấp trên là sát cách vô luận, tức giết người không bị buộc tội. Do vậy, lính tàu đã thẳng tay sử dụng đại bác hỏa tiễn súng phun lửa mìn và cả xăng để tiêu diệt từ làng này sang làng khác hết chục người này đến trăm đến ngàn người khác không chùm tay nếu như ở bát sát lào cai hàng trăm phụ nữ bị hãm hiếp bị giết một cách giả man ngay trong ngày đầu tiên quân tàu cộng tràn sang thì tại thôn tổng chức xã hương đạo huyện hòa an trong ngày 9 tháng 3 năm 79, trước khi rút lui, quân tàu đã giết 43 người gồm 23 phụ nữ, 20 trẻ em, trong đó có 7 phụ nữ đang mang thai tất cả đều bị giết bằng dao. 10 người bị ném xuống giếng hơn 30 người khác xác bị chặt ra nhiều khúc vứt hai bên bờ suối. Tòa cộng đã gây ra một cuộc chiến đẫm máu với nhiều tội ác với nhân dân Việt Nam như thế. Nhưng ngày nay, người ta lại đang cố tình lãng quên hoặc làm lưu mờ và xuyên tạc về bản chất cuộc chiến này. Người ta không dám chỉ mặt đặt tên đúng bản chất cuộc chiến là tàu cộng xâm lược Việt Nam, mà nói tránh đi là cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc. Đặc biệt là sách giáo khoa lịch sử lớp 12, chỉ vỏn vẹn có bốn câu với 11 dòng nói về cuộc chiến này. Một cuộc chiến vệ quốc oai hùng của dân tộc, đậm máu và giai dạng như thế, nhưng sách lịch sử chỉ đưa như một bản tin chiến sự. Đặc biệt về cuộc chiến này không bao giờ có trong đề thi lịch sử của học sinh, nên lớp trẻ chóng quên. Một trong số những tên sử nô tích cực nhất muốn làm lưu mờ và đánh lạc hướng để điều định hướng dư luận về cuộc chiến này là giáo sư Phạm Hồng Tung, giảng viên trường đại học khoa học, xã hội và nhân văn, là chủ biên chương trình lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. Báo Việt Nam Net ra ngày 13 tháng 2 năm 2019 đăng bài trả lời phỏng vấn của Phạm Hồng Tung với tựa đề: Chiến tranh biên giới 79 được dạy trong chương trình phổ thông mới ra sao?". Chỉ một đoạn ngắn trong bài này đã lột trần bộ mặt thật của Phạm Hồng Tung ba vấn đề. Đó là không để những người biểu tìm hiểu cuộc chiến này tại nước ngoài do người nước ngoài viết, vì những tài liệu này chưa được kiểm chứng về tư liệu và nội dung tư tưởng nghĩa là chưa được đẻo gọt về định hướng dư luận hay là phạm hồng tôn không dám gọi tên đây là cuộc xâm lăng của tàu mà là cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc ở vùng biên giới phía bắc năm 79 và cái mà phạm hồng tôn gọi là một cách khoa học đúng đắn là gì là không dùng những danh từ làm phật làm quan thầy mục đích chính của phạm hồng tôn là không muốn nhắc lại tội ác của tàu cộng đã gây ra cho hàng triệu đồng bào ta trong hàng chục năm chiến tranh do chúng gây ra ngược lại phía tàu lại ghi vào sử sách và dạy cho con em họ rằng đây là cuộc phản kích tự vệ chống Việt Nam tư tưởng thần phục thiên triều của nhóm Hán Giang còn thể hiện qua việc thu hồi sách gạt ma vong tròn bất tử của tướng Ma Lê Mã Lương tuy đã được pháp xuất bản rồi sau đó bị tịch thu lý do bị thu hồi do sách trích câu nói của tướng Lê Đức Anh khi ra lệnh không được nổ súng làm mất lòng quan thầy sự hèn hạ còn thể hiện ở chỗ cột bia khánh kỵ ở Lạng Sơn ghi nhận suy sinh của 65 650 chiến sĩ thuộc sư đoàn 337 trên biên giới phía Bắc càng bước cung thù năm 79 đã bị đột bỏ dòng chữ quân Trung Quốc xâm lược. Không những đột bia mà người ta còn đột luôn cả câu thơ. Trong bài thơ gửi em ở cuối sông Hồng của nhà thơ Dương Soái, bốn khổ thơ hay nhất của bài thơ đã bị cắt bỏ. Là nhưng thơ ngay đâu còn ở chúng mình khi tổ quốc trao anh lên tuyến đầu, chẳng giặc khi biên cương trong anh đã thành máu thịt, đạn lên nòng anh giữ trọn nguồn sông nỗi nhớ cho em chưa viết được đôi dòng đàn quân thủ bỗng cuồng điên vào thị xã xe tăng thù nghiến mặt sông êm ả nhịp cầu thù chặt đứt chờ mong bão lửa này mang sức mạnh hơn căm phá cầu thù xá vụn xe tăng giữa dòng sông nghìn sát thù ngã gục máu giặc loang ố cả một vùng vì đã dám gọi quân xâm lược là giặc là thù thiết nghĩ rằng để cho những tên sử nô như Phạm Hồng Tùng chỉ biết tôn thờ thiên triều, nay ngậm những tư tưởng ấy phun vào lịch sử bằng việc viết sách, nhồi nhét vào đầu lớp trẻ với đầu óc thuần phục ngoại bang thì là đại họa cho dân tộc. Nếu như Phạm Hồng Tùng chỉ là tên hán gian rút chui rút trong bộ máy nhà nước không giữ cương vị cao thì những tin tức tin báo do Phạm Hồng Tùng cung cấp cho đối phương gây nguy hại một thì Phạm Hồng Tùng đứng vai trò viết sách và giảng dạy sẽ nguy hiểm gấp nghìn lần. Vì sẽ đầu độc nhiều người Việt Nam và nhiều thế hệ hiểu lầm về bản chất cuộc chiến xâm lược của tàu tướng trương giang long từng nói đại ý rằng những kẻ được tàu cộng cài cắm đang chui rút trong bộ máy nhà nước việt nam để lũng đoạn đường lối chính sách thuận phục tàu không chỉ một trăm mà là nhiều trăm Ngày 7 tháng 2, đảng Tiểu Bình tuyên bố phải dạy cho Việt Nam một bài học 10 ngày sau. Ngày 17 tháng 2 năm 79, bọn bên trướng Bắc Kinh mở cuộc tấn công toàn biên giới phía Bắc Việt Nam. Mấy chục năm sau, Phạm Hồng Tung, người có bằng tiến sĩ sử học với các hàm giáo sư lại phun vào lịch sử một câu xanh rờn Cần phải bàn bạc với tàu công trước rồi mới dạy cho học sinh việt nam những gì liên quan đến cuộc bành trướng này giọng lưỡi của phạm hồng tung còn tanh mười máu người việt nam khi biện hộ cho dân xâm lược giết hại đồng bào ta là sự sỉ nhục và vô ơn với hàng chục vạn chiến sĩ và nhân dân đã anh hùng ngã xuống để bảo vệ tổ quốc chống lại mộng bá quyền của bắc kinh Tiếp nối chương trình hôm nay là một câu chuyện Việt. tâm Tam xin gửi đến quý vị bài khoảng đời đen tối của tác giả TTNH đang trên trang dòng sông cũ vào ngày 3 tháng 1 năm 2022 từ nguồn Sài Gòn Nhỏ News về những tên cướp cạn, những người nhân danh giải phóng dân tộc để đưa cả dân tộc vào vòng ưu tối. Mời quý vị cùng chia sẻ. Những tên cướp cạn Sau 75 chồng đi tù cải tạo không còn lương, tôi không thể nằm chờ sung rụng từ sự tiếp tế dài hạn của cha mẹ ruột. Khi tuổi cha mẹ đã già, lại con gánh thêm gia chồng của mình tôi mòn mẹn ra chợ trời kiếm sống. Trên con hẻm chợ bàn cờ cách nhà tôi độ 20 phút đạp xe đạp. Nơi tập trung nhiều gian hàng hầu hết, bán ly, tách, chén dĩa vân vân cũng như bao người, tôi trải tấm ni lông trước khi nhà của người nào đó rồi bày bạn hàng ra bán. Hàng bắt đầu từ đồ gia dụng trong nhà, còn những gì không cần thiết đem ra bán hết. Khách hàng hầu hết là những bộ đội, cán bộ hay là người ngoại bắc vào Nam tham quan, mua mang về. Ngoài đó, thiếu thốn mọi bề nên bất kể cái gì cũng bán được, kể cả chén mẻ. Ngày đầu tôi chở hai giỏ chén dĩa ra chợ, bán được vài hôm, có người đem hàng tới chào tôi mua. Lúc có thì chục chén, lúc thì chụp cái ly, khi thì vài cái rổ rá khai mâm. Tôi mua rồi lại bán lại cho người khác để kiếm lời. Vô hình trung, nghe dạy nghề, tôi ngự luôn tại đó trở thành dân chuyên nghiệp chợ trời. Lai ra vậy cũng vui và vui nhất là kiếm được vài đồng tiền chợ đắp đổi qua ngày. Thời gian không lâu buôn bán phát triển, tôi đến tận nhà những người thân quan luôn thêm hàng hóa. Hàng càng lúc càng nhiều, cho tới chỗ lui không nổi, vừa vất vả vừa dễ bị bể, nên tôi tìm nhà người quen ngay đường cao tháng gần đó, chiều tối gửi nhờ trước khi về nhà, rồi sáng hôm sau lại ra nhận, lại đem bán. Nhưng miền Nam lúc đó cũng hoàn cảnh như nhau nên thông cảm giúp đỡ nhau. Tôi bán như thế vậy chừng hơn nửa năm. Tự lực được nên lòng tôi vui, an tâm từ đây không phải đến cha mẹ nữa. Thế nhưng cuộc đời không luôn như mình muốn, nhất là sống với chế độ cộng sản rất bóp bên. Giai đoạn mà chính sách nhà nước thay đổi xoen xoẹt, vừa khắc nghiệt, vừa quái đảng, không ai lương nổi. Hôm đó, nhân sinh nhật Hồ Chí Minh, ngoài đường mọi nhà treo cờ sang sát đến nỗi không thấy phố, không thấy nhà, chỉ thấy đỏ rực một màu cờ máu. Nhà nước còn muốn làm sạch đường phố nên ra xác lệnh can quét mọi gian hàng chợ trời, tịch thu tất cả hàng hóa của dân. Đám thành niên với băng tay đỏ cùng tên công an súng ống, gươm sẵn túa ra, lừa hết mọi người cùng hàng hóa về ban quản lý chợ. Tôi, không ngoại lệ nghĩ mình không làm gì sai trái tôi ngoan ngoãn theo họ lập biên bản kê khai hết tài sản để họ chuyển về phường tôi giải quyết hôm ra phường tại địa phương tôi cầm theo tờ báo giải phóng của họ bày ra trước mặt tin trưởng phòng thương nghiệp rồi nói ông xem hàng của tôi không nằm trong hàng quốc cấm tờ báo viết rành rành ra đây nhà nước chỉ cấm buôn bán vũ khí ma túy hóa chất thuốc men kim loại vòng vàng vải vóc còn tôi bán chén đĩa lìa tách đồ gia dụng trong nhà tại sao lại bị tịch thu Tên trưởng phòng ngửa người dựa vào ghế khực khà, bình thản làm như rất hiểu chuyện. Không có gì quan trọng cả. Chính xác, hàng của cô không bị tịch thu. Thế thì xin ông hoang trả lại cho tôi. Hoang trả lại. Gái nhíu mày, tương tỉnh nhìn tôi nói. Trả lại để rồi, cô tiếp tục bán tiếp à? Tôi thản nhiên, tôi không dùng nữa thì bán như sao? Cô có biết buôn bán là trái với quy định chính sách nhà nước không? Là bóp nghẹt kinh tế quốc danh, là người bốc lột người không? Ồ hay, buôn bán có tương lượng đàng hoàng, ai bốc lột được ai? Có mỗi cái dân hàng vỉa hè mà nhà nước sẽ đến bớt nghẹt được kinh tế nhà nước sao? Gã không trả lời tôi. Gã nhìn chăm chăm vào mặt tôi chậm rãi. Phán. Hàng cô không bị tịch thu, nhưng bị thu mua. Tại sao? Vì tội cô bán chợ trời. Biết chút lực lộng, bài trò ăn cướp. Thu mua với tịch thu đối với xã hội, công sản đồng nghĩa như nhau. Chỉ khác cách nói, cách dùng chữ. Tôi bắt đầu nóng mặt. Không, tôi không bán chợ trời, tôi bán chợ đất. Rõ ràng tôi ngồi bán dưới đất. Gã lườm và nhìn tôi từ đầu xuống chân soi mói. Từ năm 75, nhiều phụ nữ miền Nam thay đổi cách ăn mặc, cất khai lôi ra bán hết những chiếc áo dài, những bộ đầm, giày dép, quần tây sang trọng. Thay vào những bộ đùi lùi xùi len sen cho dấu thân phận giàu sang để khỏi bị để ý và trở hợp thời trang lúc bấy giờ. Những chiếc áo dài hồi đó bị kết tội tư sản. Hai tà áo dài thưa thải là tội đồ phung phí tài sản nhà nước, đi ngược lại chính sách vô sản, chuyên chính mà Cộng sản chủ trương để nhờ nghịch lý ở chỗ bán vẫn có người mua đa số người mua là, là dân miền bắc xã hội lúc đó làm như kéo cái dầu của dân miền nam xuống và nâng đời sống miền bắc lên sao cho ngang nhau hay nói cho rõ ra cùng nghèo đói như nhau mới xứng với câu sang bằng xã hội riêng tôi sinh năm 75, tôi gia đình xa suốt cả nước chứ chẳng riêng nhà tôi nhưng tôi cũng có cái suy nghĩ riêng giữ phong cách phụ nữ miền nam không để cho mình thê thảm bệ rạc Cần cộng sản và giải phóng mình Do vậy, dù đi bán chợ trời, tôi vẫn mặc quần jean áo pua, áo thun có hàng chữ tiếng Anh trước ngực, mắt đeo kính cận thị, đầu đội nón lưỡi trai, bộ dáng có một cô sinh viên tiểu thư đi học. Và ngay khi tối phường, tôi vẫn mặc như thế. Gã trưởng phòng ngắm tôi xong hỏi chắc cô là sinh viên trường luật. Đang bực mình với hai chữ thu mua đồng nghĩa với mức trắng. Vì biết rõ biết bao người than hóa, từng bị thu mua mà nhà nước có trả tiền đâu. Tôi cay cú. Không, tôi một chữ Đang theo đuổi lớp bình như học vụ buổi tối Biết nói chuyện với tôi chỉ bằng thừa để kết thúc câu chuyện Thôi nhá Hàng của cô không bị tịch thu Chỉ bị thu mua thôi Tôi nhìn gã Nếu mua thì xin ông trả tiền Gã mở tròn mắt Hàng chưa bán được lấy tiền đâu trả cho cô Như thế thì bán cho tôi tôi mua Ngày lắc đầu tôi không cãi với cô nữa cô về đi Một tuần sau Hàng bán xong sẽ trả tiền cho cô Biết có nói thêm cũng vô ích, tôi thất vọng ra về, lầm buồn hiệu hắc bao nhiêu tài sản vốn như lợi gây dựng bấy lâu nằm hết vào số hàng hóa đó, còn như bao công trình mồ hồ nước mắt của mình đều nuôi béo bọn cướp cạn. Tôi thất thể bước ra cổng, dắt xe đạp đạp về nhà. Nắng Sài Gòn hôm đó rực sáng soi rõ con đường dài bên mông trước mặt, mà sao tôi thấy tôi như đi vào ngõ cụt tương lai mịt mờ. Thành phần ngụy quân ngụy quyền như tôi muốn có một đời sống lương thiện cũng không thực hiện nổi theo trong chế độ xã hội này. Buôn bán cũng cấm, Xin một chân thư ký hay công nhân quen cũng không ai dám nhận. Cái lý lịch vợ ngụy đơn thui như bản án tự hình, treo trước ngực cho ngày hành quyết, giết dân mọn đời tôi. Họ chỉ muốn đuổi tôi đi vùng kinh tế mới, nơi vùng sâu, vùng xa, rừng sâu nước độc. Trời ạ, tôi vốn liệu yếu đào tơ, quen cầm bút hơn cầm cuốc. Bắt tôi cuốc đất thì năng suất cuốc được bao nhiêu đất trong ngày. Hay mất công khiến tôi vô nhà thương khi tôi bị xỉu. Tôi buồn tiếng thở dài lững thững đạp xe loanh quanh, vô hồn không định hướng, Tôi chưa muốn về nhà, vô nhà gần đó. Tôi thận thờ đạp mãi, đạp mãi không biết đi đâu, về đâu. Cho đến lúc tôi đâm sầm vào một người băng qua đường. Cả hai lăn cụ tôi mới trở về thực tại. Một tuần sau tôi trở lại theo lời hứa hẹn của ông ta. Gã gặp lại tôi cười giả lả Vẫn chưa bán được cô. Hẹn có tuần sau nữa nhé. Về nhà tôi lại nằm, chờ sung rụng từ sự tiếp tế của bà tôi. Thời gian dài dạ lê thê, không biết làm gì hơn ngoài sự theo đuổi lời hứa cụi của gã trưởng phòng thư nghiệp Phượng. Hết tuần này gã là hẹn tuần khác. Bao người bị thư mua như tôi không thần thời gian theo đuổi đành bỏ cuộc. Còn tôi rảnh mà, tôi theo đuổi cho tới cùng. Một ngày tôi trở lại theo lời hẹn của gã. Cũng chỉ nhận những lời hứa củi tôi thất thiểu ra về. Hôm đó vừa ra khỏi cổng. Tôi cũng bắt gặp một cô gái ngang tầm tủ tư bước vào. Tôi vợ hỏi, chào chị, chị cũng bị tịch thu hàng hóa như tôi hả? Cô gái ngạc nhiên lắc đầu, không, tôi là công viên, công nhân viên. Tôi sắp lập gia đình, nên quan cơ quan cấp cho tôi một danh sách cho phép mua một số đồ gia dụng theo giá nhà nước. Tôi tần ngồi một lát rồi lên tiếng, chứ có thể cho tôi được danh sách, chỉ cho phép mua những gì không? Biết mình tọc mặt tò mò một cách đường đột bất lịch sự, tôi giải thích mọi một nỗi, cho cô gái hiểu hoàn cảnh tôi đến đây. Cô gái vốn dân miền Nam hiểu ra, dễ thông cảm với tôi, rồi tự động lấy trong túi sách một tấm giấy nhỏ liệt kê toàn bộ hàng cô được mua, nào là mùng mền, chăn gối, đi tách, chén đĩa, đũa muỗng, dao kéo, nồi niêu vân vân. Tôi mừng rơn nhắc cô gái, Chỉ nhớ và hỏi, những chén bát dĩa đi tách, Chỉ được mua là đồ kiểu hay đồ sành nhé? Họ tịch thu của tôi và nhiều bạn hàng khác toàn đồ kiểu đấy Cô gái gật đầu bước vào phòng gặp gã trưởng phòng, cô hỏi y chang những lời tôi dặn. Gã ta ngửa người dựa ra sau ghế cười hỉ hả, nhà nước làm gì có đồ kiểu mà bán cho cô? Chỉ là đồ sành thôi, Gã không ngờ tôi đang lấp ló ngoài cửa, vừa nghe gã nói xong tôi bước ngay vào phòng đứng trước mặt gã nghiêm mặt nói. Ông tịch thu đồ của tôi toàn đồ kiểu, nay có người mua sao ông không bán để trả tiền cho tôi. Biết gặp thứ dữ mà tôi cũng dữ thật, con dung xéo quá cũng quằn thôi mà, gã hại giọng. Thôi cô về đi, ngày mốt cô trở lại tôi trả tiền cho cô. Để không bị gạt gẫm hứa trang hứa cụ như bao lần rồi quyết tôi yêu cầu gã viết giấy ghi đúng nội dung gã vừa nói. Để yên chuyện gã làm theo yêu cầu của tôi và trước mặt gã, Tôi còn xin cô gái cho tôi biết tên tuổi và địa chỉ nhà cô nữa. Nắm sẵn các chứng tích tôi mới an tâm ra về. Đúng hai ngày sau tôi trở lại. Lần này thấy tôi đến. Gã không nói lời nào với tôi mà gọi nhân viên ra làm việc với tôi. Tên nhân viên như đã chuẩn bị sẵn từ bao giờ có lệnh. Hắn mang tờ giấy chỉ chú toàn bộ hàng mà tôi bị tịch thu. Cùng với giá cả, từng món ghi bên cạnh đưa tôi đọc qua rồi cho cho gã trưởng phòng cứ diệt. Số tiền trả cho tôi theo định giá của họ chỉ còn 150 đồng, trong khi vốn của tôi mua vào hơn 500 đồng. Trời ạ, à, ông trời có thấu chăng? Ai bất lột ai? Trên thế gian này có chính sách quái gỡ nào? Chắc chỉ trừ bọn Cộng sản Việt Nam, người mua có quyền định giá trả cho người bán. Quyền hành nằm trong tay kẻ cướp. Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan, rất đúng như trường hợp của tôi. Không còn cách nào khác tôi đăng ký nhận dù gì vẫn có vẫn hơn không. Tôi cầm tiền ra về, xịp nhớ còn năm cái giỏ chứa hàng hóa của tôi, giỏ nào cũng tốt và giá trị. Tôi lại trở vô gặp cả trưởng phòng nói. Ông thu mua lê tách chén dĩa, còn năm cái giỏ chứa, xin ông trả lại tôi. Gã không trả lời trực tiếp với tôi quay vào trong. Nói với vô, nói với vô anh em nào lấy năm cái giỏ trả cho cổ. Có tiếng hỏi vớ ra, mau gì thưa anh, tôi vội đáp. ba cái màu xanh dương, hai cái màu đỏ. Không thấy giỏ nào có màu đó hết. Bây giờ gã trưởng phòng mới nói với tôi, cô vào trong kho lấy năm cái giỏ khác thay thế. Được lệnh tôi vào trong, mắt tôi hoa lên cho ôi, không biết cơ mang nào là giỏ không nằm la liệt trong chất cả một góc phòng. Những giỏ này chắc chắn là của những người bị tự thu hoàn hóa như tôi. Tội nghiệp dân tôi, những kẻ thấp cổ bé miệng biết kêu ca vào đâu. Đồng tiền kiếm được khó khăn còn bị cướp ngày cướp đêm, hoành hành, kêu trời sau thấu. Tôi chọn năm giỏ ưng ý rồi bước ra ngoài, chia cho gã trưởng phòng thái rồi lẳng lặng ra về tôi khinh bỉ gã ra mặt nguyết mắt đi không một lời chào gã tôi lầm thầm trong đầu đúng là những tên cướp cạn đôi lúc chính quyền cuối cùng không thể sống và không còn con đường sống trong chế độ cộng sản khắc nghiệt mang rợ trên chính quê hương mình bằng mọi cách tôi tìm đường ra đi nơi xứ người oái oăm thay du khác chủng tộc màu da tiếng nói nhưng với tấm lòng nhân hậu và chính sách nhân bản họ đã mở rộng vòng tay đón nhận và cưu mang tôi cho tôi hít thở không khí tự do với một cuộc sống bình yên. Được sống đợi, tôi muốn sống thoải mái từ vật chất lẫn tinh thần và tôi đã nhận nơi này làm quê hương thứ hai với niềm trời ân vô bờ bến trong tôi. Kính thưa quý vị, tiếp nối chương trình là một cuộc sống quanh ta. Thanh Tâm gửi đến quý vị câu chuyện về nụ cười và sức khỏe do Facebooker Nguyễn Thị Châu đang trên trang Facebook cá nhân vào ngày 3 tháng 1 năm 2022. Mời quý vị cùng chia sẻ nụ cười và sức khỏe. Cười là liều thuốc bổ tim. Cười tốt cho tim mạch, cười có thể tăng cường lưu lượng máu cho tim, thúc đẩy tuần hoàn máu, giảm thiểu triệu chứng về tim mạch. Cười là phương thuốc không có tác dụng phụ. Cười là phương thuốc giảm đau tự nhiên nhất, ít có tác dụng phụ nhất. Khi ta cười, trạng thái tuần hoàn của hoạt động hô hấp, nhịp tim và phổi sẽ khiến cho đau thương khỏi nhanh hơn. Còn có thể điều tiết hệ thống thần kinh, làm giảm độ nhạy cảm của các cảm giác đau. Cười có thể làm mạnh khả năng miễn dịch rất nhiều người lớn tuổi sống thọ đều là những người sống vui vẻ. Người hay cười lạc quan, độ lượng, nguy cơ, mắc viêm nhiễm giảm thấp, thọ mệnh càng dài. Cơ thể người là một loại tế bào miễn dịch gọi là tế bào ti, cũng được gọi là tế bào vui vẻ. Khi ta người lớn có thể kích thích tế bào ti sản sinh và phân tách, từ đó tăng cường khả năng miễn dịch. Thứ tư, cười là thuốc giảm béo miễn phí, cười nhiều còn có thể tiêu hao calo, trợ giảm, trợ giúp giảm cân cười có thể thúc đẩy tuần hoàn máu. Nghiên cứu của Đại học Texas Mỹ cho biết, những người cười tự nhiên khi xem hài kịch hoặc người bình thường trong cuộc sống cũng hay cười, khi cười khúc khích, tốc độ tuần hoàn máu có thể tăng 21%. Đồng thời hiệu quả có thể kéo dài 24 tiếng đồng hồ. Còn khi họ xem những phim có tính nghiêm túc, tốc độ tuần hoàn máu có thể sẽ giảm 18% so với bình thường. Cười lớn là phương thuốc làm sạch phổi. Cười lớn có lợi cho hô hấp, nó có thể khiến phổi nở ra, cơ ngực hưng phấn, cơ hoành căng ra, giúp vận động hô hấp sâu hơn. Ngoài ra còn có thể làm sạch đường hô hấp. Mỗi ngày cười một lần sẽ làm cho cơ hoành nhu động khoảng 18 lần. Khi một người cười khoan khoái có thể hít vào cơ thể nhiều khí oxy hơn và oxy theo máu đi khắp cơ thể, khiến cho mỗi tế bào và cơ thể đều có thể tiếp nhận oxy đầy đủ. Cười còn có thể bảo vệ trí nhớ. Nhà nghiên cứu đại học Loma Linda Mỹ phát hiện nụ cười có thể làm giảm lượng cortisol, một loại hóc môn chống stress, không chỉ có thể giảm huyết áp, còn có thể giảm nhẹ sự tổn thương của cortisol đối với các neuron trong vùng hippocampus, giảm thiểu sự tổn thương đối với trí nhỏ. Cười là phương thuốc giảm áp lực, cười có thể giúp chúng ta giải tỏa căng thẳng, tăng sự tự tin. Người hay cười sẽ hạnh phúc hơn, hay cười sẽ làm cho bạn có được nhiều cảm giác hạnh phúc hơn. Nghiên cứu tâm lý học cho thấy giữa nét mặt mỉm cười và hạnh phúc trong tâm là có tác dụng qua lại. Nụ cười xuất phát từ nội tâm có thể khiến người ta vui vẻ hạnh phúc. Vì vậy, hãy nhanh chóng mang đến niềm vui đến cho mình và người khác. Vì một thế giới thêm tươi đẹp, vì một trái tim muốn bừa lộ niềm vui, hãy cười lên nào.